Chúng tôi tiếp tục đoạn đường dài khoảng 160 km đến Kautina. Thành Kautina từ thời Đức Phật cho đến hàng chục thế kỷ về sau vẫn là một nơi xa xôi, hẻo lánh, dân cư thưa thớt. Kautina không có những vương thành lộng lẫy, những trung tâm thương mại, phố xá phồn hoa như thành Xá Vệ, thành Vương Xá. Tuy nhiên, vào thời quá khứ xa xưa, Kautina là một vương thành giàu sang cùng tột, dân cư đông đúc. Nhưng trải qua sự tàn phá của thời gian, của vô thường hủy diệt, đến thời của Đức Phật Thích Ca cũng như nhiều thế kỷ về sau, thành Kautina chỉ là những rừng cây sa la xa vắng, dân cư thừa thớt. Sự mong đợi náo nức và nỗi kính mộ từ lâu ấp ủ trong lòng của các thành viên trong đoàn nay được bừng dậy. Giây phút thiêng liêng đã gần kề. Chúng tôi với áo tràng lam trang nghiêm cung kính dân y, từ từ tiến về nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đoàn chậm rãi kính cẩn bước lên các bậc cấp vào chùa Niết Bàn. Đây là một kiến trúc theo mặt ngang hình chữ nhật, bên trong tôn trí duy nhất tôn tượng Đức Phật Thích Ca nằm trong tư thế kiết tượng dài 6 mét. Ngài nằm nghiêng bên phải, quay mặt ra ngoài phía tây, đầu quay về phía đông, được tạc từ đá đen. Song ngày nay pho tượng được dát vàng bởi niềm tôn kính của những Phật tử từ khắp nơi trên thế giới. Pho tượng tuy đơn sơ nhưng vô cùng sống động. Đoàn chúng tôi đã đắp y lên tôn tượng, giữ chánh niệm trong từng bước chân, vừa đi vừa niệm danh hiệu Phật. Nếu như Lâm Tỳ Ni, nơi nhân thiên và muôn vật hoan ca chào đón sự đản sanh của Đấng Từ Phụ, thì Kautina là nơi trời người và muôn vật rơi lệ u buồn tiễn biệt Đấng Thiên Nhân Sư. Những người con Phật chúng ta mấy ai tránh khỏi cảm giác xúc động, u buồn. Mọi người không sao ngăn được nước mắt khi đảnh lễ.
thời gian qua mau, chúng tôi nhiễu quanh kim thân Đức Phật 3 lần, rồi cúi lạy và hôn chân Ngài để từ biệt ra ngoài. Cảm giác rất là xúc động mà khi mà được nhìn thấy tôn tượng của Đức Phật đang nằm tư thế nhập niết bàn, cũng giống như mình được nhìn thấy di quan của người cha đang nằm ở đó, thì không sao tránh khỏi cảm động và rơi nước mắt. Khi mình bước chân đến đây, tự dưng mình thấy lòng mình rất là cảm động, nhưng mà cái cảm động của cái về tâm linh nó những không nói được lên lời. Mình chỉ cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa cảm thấy an lạc, mà vừa có cảm thấy xúc động. Đặt chân đến tại cái chỗ Đức Phật nhập niết bàn nơi hai cây sa la song thọ, thì trước khi đến thì cảm giác rất là ban đầu đến thì vui, mà nhưng là khi nhìn thấy cái tượng của Đức Bổn Sư nằm nhập diệt thì mình rất là cảm động và rất là thương tiếc. Một vị bổn sư đã ra đi mà không ở lại trần gian để hướng dẫn cho tất cả chúng sanh để mà tu hành bước theo con đường của Ngài, thì đó là một điều rất là hối tiếc và rất là cảm động, cho nên nước mắt của tôi tự dưng nó trào ra. Ngắm nhìn toàn cảnh chung quanh, cả một khu đất rộng chỉ còn lại một số ít cây sa la và những cây mới trồng cùng hoa kiển. Ngoài ra là cả một quần thể phế tích bằng gạch đá. Nơi đây thật yên tĩnh đến độ trầm lặng. Chúng tôi cùng tĩnh tâm ngồi thiền và tụng kinh. Có thể nói, Kauthina là nơi chúng tôi hưởng được nhiều đạo vị hơn hết. Những ý đạo chân thành tuôn trào một cách dễ dàng và êm ái. Xét lại con đường tu tập của bản thân, chúng tôi nửa vui nửa buồn. Vui vì nhờ gặp được minh sư, thiện hữu nên sự tu học có nhiều thuận duyên. Buồn vì đã không sao khỏi vấp ngã trên đường đi đến chân trời giải thoát. Không khí thoáng độ u buồn, và hình như phản phất dư âm hình bóng của người xưa, của bậc thầy cao vời vợi trên tất cả hàng trời người. Nỗi u buồn nào đó phản phất đâu đây còn sót lại một chút hồn mà những khách hành hương khi đến nơi này đều không khỏi cảm thấy xót xa và rung động từ đáy lòng. Đoàn chúng tôi ghé viếng thăm tháp Trà Tỳ là nơi hỏa táng nhục thân của Đức Phật. Hình dạng đặc biệt trông giống như một ngôi mộ cổ vĩ đại. Tháp có chiều cao khoảng hơn 8 mét, đường kính của tháp đến 34 mét. Theo các nhà khảo cổ nghiên cứu,
tháp vẫn còn cao khoảng vài mét nữa, nhưng vì phần dưới chân bị lún sâu trong lòng đất, nên chúng ta chỉ thấy từ mặt đất trở lên như dáng dấp hiện thời. Căn cứ vào lịch sử Phật giáo, nhục thân của Phật phải hoãn lại 7 ngày, sau đó mới hỏa thiêu, vì còn phải đợi Ngài Mahakayip cùng với các vị tỳ kheo đang trên đường đến Kauthina tham dự tang lễ của Phật. Truyền thuyết kể lại rằng, sau khi đến nơi, Ngài Mahakayip và các vị tỳ kheo đi nhiễu quanh kim thân Phật 3 vòng rồi quỳ xuống đảnh lễ. Ngay lúc đó, đôi chân của Đức Phật đã duỗi ra khỏi kim quang. Ngài Mahakayip ôm lấy bàn chân của Phật và cúi đầu thọ nhận mật chỉ cuối cùng của Phật. Và sau đó Ngài Mahakayip được đại chúng cung thỉnh châm lửa hỏa thiêu nhục thân của Phật. Khi đến tháp Trà Tỳ, lòng mọi người vẫn còn động lại sự tôn kính vô bờ đối với Đức Từ Phụ, vị cha lành của trời người, ai ai cũng đầy nghẹn ngào, thổn thức. Sau lễ hỏa táng, xá lợi của Đức Phật đã được chia làm 8 phần đều nhau cho 8 vị quốc vương trong 8 nước xây tháp cúng dường. Bộ tộc Mala cũng xây một bảo tháp tại nơi lễ trà tỳ của Đức Phật để phụng thờ tro than lúc hỏa táng còn lại. Theo lời Phật dạy, bố thí cúng dường là nhân, giàu sang phú quý là quả. Cúng dường cũng là cơ sở nền tảng thiết lập cội rễ hạnh phúc thật sự trong hiện tại và nhiều kiếp sống sau này. Hôm nay, dưới sự hướng dẫn của Thầy trưởng đoàn là Đại Đức Thích Nhuận Bình, đoàn đã có dịp gặp gỡ và cúng dường tịnh tài, tịnh Phật đến các vị tăng ni sinh đang du học tại Ấn Độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch trên quý thầy, quý cô từ Việt Nam du học tại Ấn Độ. Hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2019. Chúng con là đoàn hành hương suối nguồn tâm linh 6 từ Mỹ Quốc và Việt Nam. Bắt đầu từ ngày 14 tháng 10 năm 2019 cho đến hôm nay đã chiêm bái tứ động tâm và những thánh tích phụ cận của Đức Phật. Và hôm nay chúng con có mặt tại thủ đô New Delhi và chúng con
được hiện diện trước quý thầy. Đó là một cái niềm vui và là cái sự vinh dự cho toàn thể tăng bảo của Việt Nam. Kính bạch quý thầy, trong những hành trình xuống nguồn tâm linh trước, chương trình chiêm bái thánh tích có dành một ngày để hiến cúng cho quý thầy cô ở Việt Nam đang du học tại Ấn Độ, và có những phần quà và có những học bổng cho quý thầy cô trong những năm trước. Và thưa quý thầy, năm nay cũng vậy. Đức Phật dạy rằng hiến tặng thức ăn, vật phẩm cho 100 người bình thường thì cũng không bằng hiến cúng cái những thức ăn và vật phẩm đó cho một người hành thiện. Và hiến cúng thức ăn, vật phẩm cho 100 người hành thiện thì cũng không bằng hiến cúng thức ăn cho một vị thọ trì năm giới. Hiến cúng thức ăn và vật phẩm cho 100 người thọ trì năm giới cũng không bằng hiến cúng thức ăn cho một vị tỷ khưu. Và hôm nay hiện diện ở thủ đô New Delhi, đoàn hành hương xuống nguồn tâm linh 6 của chúng con hiện diện trước các vị tỷ khưu và tỷ khưu ni từ Việt Nam du học tại Ấn Độ. Con xin cung thỉnh thầy trưởng đoàn có lời thưa dâng lên phẩm vật cúng dường cho quý thầy. Con xin mời thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch tên Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử trong phái đoàn Suối Nguồn Tâm Linh 6. Mỗi năm phái đoàn hành hương Suối Nguồn đều đi chiêm bái Phật tích ở Ấn Độ và Nepal. Lần này là lần thứ 6. Thì trong 6 lần thì lần đầu tiên con được đặt chân đến Ấn Độ, thì lần đó thì con rất là lạ đối với đất nước Ấn Độ, đất nước Nepal, và cũng không biết gì về vấn đề Chư Tôn Đức Tăng du học ở đây. Thì lần đó thì chúng con không có sự chuẩn bị để dâng lên cúng dường Chư Tôn Đức Tăng Ni đi du học ở Ấn Độ. Và từ lần thứ 2 cho đến lần thứ 6 hôm nay thì lần nào chúng con cũng chuẩn bị một chút ít tịnh tài tịnh vật để dâng lên cúng dường Chư Tôn Đức Tăng Ni du học ở Ấn Độ. Sở dĩ con có tâm nguyện như vậy là chúng con cũng đã trải qua những thời gian đi du học ở nước ngoài, và khi còn là tăng ni sinh du học thì sự khó khăn không ai không trải qua. Chính vì vậy mà chúng con luôn luôn tâm nguyện rằng nếu mà có duyên chúng con đặt chân đến Ấn Độ thì bằng mọi cách chúng con cũng tạo điều kiện cho tất cả nam nữ Phật tử có duyên để mỗi người mỗi ít tạo phước lành dâng lên cúng dường tịnh vật tịnh tài đến Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thì lần này chúng con có duyên lành như vậy, thì trong đây thì phái đoàn Suối Nguồn Tâm Linh của chúng con có tất cả là 7 vị tăng ni, và tổng cộng lại là 39 vị, cộng lại tư chư Phật tử nữa là 39 vị, tất cả là 32 vị Phật tử. Và ngoài trừ 32 vị Phật tử đóng góp hôm nay thì còn một số vị Phật tử ở nước ngoài cũng có đóng góp vô số tịnh vật tịnh tài ở đây. Thì con đại diện cho tất cả thành viên tông đoàn dâng lên cúng dường Chư Tôn Đức Tăng Ni du học. Thì hôm nay thì chúng con có thỉnh là tất cả 40 vị tăng ni đang du học ở đây,
Chúng con biết quý thầy quý cô đi du học ở đây rất là nhiều, nhưng mà tài chính của chúng con cũng có giới hạn, chúng con chỉ thỉnh được 40 vị. Hy vọng rằng nhiều năm nữa, nhiều suối nguồn nữa, sẽ có nhiều nhân duyên nữa, sẽ thỉnh được thêm nhiều vị nữa. Ở đây thì không có nhiều, nhưng mà đó là tấm lòng của tất cả thành viên trong đoàn của chúng con, cũng giống như là quý Phật tử mà không có duyên đi được Ấn Độ, dâng lên chư Tôn Đức Tăng Ni du học. Và chúng con cũng mong quý Ngài hoan hỷ nạp thọ cho chúng con, chúc tấm lòng thành này, và cũng cầu chúc cho quý thầy quý cô được thành tựu sở nguyện của mình nơi xứ Ấn Độ này. Mỗi năm đoàn của chúng con cũng có một số học bổng trao mỗi năm, thì số học bổng đó thì nó rất là ít. Năm nay thì đoàn của chúng con chỉ có duyên được 3 vị, và hy vọng rằng tất cả quý vị ở đây, nếu mà vị nào mà có phát tâm thì quý vị cố gắng làm sao liên lạc, quý vị thấy quý vị nào có duyên với mình thì quý vị cứ tự nhiên. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên Nguyễn Thị Hồng Tươi, pháp danh Vân Xuân, con là Phật tử tại gia. Con có dịp đi đến suối nguồn Tâm Linh 6, thì con có nghe thầy Bình nói là sư cô đi tu học ở Ấn Độ thì gặp nhiều khó khăn trong việc học tập, thì con có phát tâm để cúng dường đến cho sư cô để mà an tâm tu học trong 7 năm. Thì con mong rằng sự cô trong sự học hành của cô sẽ đạt thành viên mãn để đem đến giáo pháp đến cho Phật tử chúng con cũng như ở trong nước và ngoài nước. Con chúc cô được nhiều sức khỏe. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch quý sư cô và kính thưa quý Phật tử. Con tên là Nguyễn Thị Hạnh Phúc, pháp danh là Hạnh Lạc. Hôm nay con thực sự là đủ duyên lành được thầy Nhuận Bình cho tạo điều kiện tốt cho con được cúng dường đến sư cô, và thực sự cũng là cái nhân duyên lớn vì con cũng đã bước vào đây thì đã gặp được sư cô cách đây cũng 10 ngày rồi. Dạ, và hôm nay không ngờ là con lại gặp được sư cô và cúng dường đến ít tịnh tài để gửi đến tặng đến cô. Thì con cũng chúc cho cô trên đường tu học được thành công viên mãn và Bồ Đề Tâm càng kiên cố hơn, và để mà dẫn dắt Phật tử chúng con tu học để được hướng đến tâm, được giải thoát và đau khổ. Chân xin hết, xin cảm ơn. Chúng tôi cảm thấy xúc động trước hình ảnh các vị đệ tử Phật đang ngày đêm tinh tấn, nỗ lực vượt qua các khó khăn để học hỏi kiến thức, tu trì giới hạnh, làm nền tảng cho sự nghiệp hoằng pháp độ nhân sinh sau này. Vậy là hôm nay đã đến ngày cuối cùng của chuyến hành hương. Giây phút chia tay nhau gần kề, nỗi niềm lưu luyến giờ đây là tâm trạng chung của chúng tôi. Thầy Nhuận Bình đã có những lời chia sẻ thâm tình nhắn gửi đến các thành viên trong đoàn. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử trong phái đoàn Suối Nguồn Tâm Linh 6 năm 2019 hôm nay. Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta đi trong chuyến hành hương suối nguồn Tâm Linh 6, là ngày thứ 16 tại đất nước Ấn Độ. Và hôm nay là chúng ta ở thủ đô New Delhi. Đến đây là đoàn chúng ta đã đi được 99% rồi. Còn 1% nữa là chúng ta đi về đất nước của mình.
25 vị thì đi về lại Mỹ, còn 14 vị thì đi về lại Việt Nam. Khi nào mà đặt chân tới nhà thì lúc đó là 100%. Trước tiên thì Nhung Bình cảm ơn thầy Minh Trí đã bỏ công việc dạy học, việc chùa của mình đi theo đoàn để thuyết trình. Cảm ơn thầy Minh Đức đã bỏ Phật sự chùa chiền của mình ở Việt Nam để đi theo đoàn, để phục vụ cho đoàn tất cả mọi thứ như đổi tiền, hoặc là ai gặp emergency cái gì, hoặc là những nhu cầu thiết yếu, thầy rất là nhiệt tình, hoặc là liên lạc với công ty, tất cả mọi cái ở ở Ấn Độ. Và cảm ơn thầy Nhuận Bi đã lo tất cả những thứ giấy tờ ở Việt Nam và dắt đoàn Việt Nam qua đây. Rồi trên suốt hành trình đi, thầy đã làm MC hướng dẫn cho đoàn. Rồi cảm ơn thầy Quảng Hồng đã cùng đoàn, đã đi theo đoàn để hỗ trì cho đoàn. Sư cô Nguyên Nguyệt, năm ngoái cô cũng đã đi với đoàn, năm nay cô cũng đi với đoàn nữa để giúp những việc cần thiết cho đoàn. Và đó là những vị thầy cô mà đã đi theo đoàn mình suốt hành trình trong suốt 16 ngày. Và Nhung Bình rất là biết ơn quý thầy cô này, thì năm nào cũng đi và năm nào cũng đi theo đoàn để ủng hộ. Nếu mà và không quên cảm ơn đệ tử của Nhung Bình là thầy Đức Khánh, là một trong những thành viên mà không thể thiếu. Đó là thầy là làm những giấy tờ visa ở cho đoàn mình đi qua đây. Tuy là thầy ở nhà thầy lo việc chùa nhưng mà thầy vẫn là lo cho đoàn. Thì ngoài quý thầy cô ra thì có một số Phật tử lo thức ăn, giống như là em Điệp là đi theo đoàn để mà lo những cái thức ăn ở bên Việt Nam đem qua đây lo cho mình ăn suốt chuyến đi. Thì trong cái số mà thức ăn cho đoàn á, là đoàn lo, nhưng mà cũng có một số Phật tử góp thêm, giống như là cô Văn Hiếu là cũng góp thêm một số, hoặc là em Tâm em cũng góp thêm một số thức ăn cho đoàn mình. Thì luôn tiện đây Nhung Bình cũng cảm ơn rất là nhiều quý vị mà đã đi theo đoàn xuống Tâm Linh mà đã lo cho đoàn ăn uống, rồi lo cho đoàn tất cả mọi thứ như vậy. Và cuối cùng thì Nhung Bình cảm ơn rất là nhiều quý Phật tử trong đoàn đã lo cho đoàn rất là nhiều. Sau đó tất cả các thành viên trong đoàn mỗi người chuẩn bị cho riêng mình một phần quà nhỏ. Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị những lá thăm với các con số thứ tự, trong đó sẽ có hai lá thăm có số giống nhau. Từng người ngẫu nhiên bốc những lá thăm để chọn ra người trao tặng quà. Bao nhiêu nỗi niềm của 16 ngày qua lại ùa về trong từng dòng cảm xúc ấy. Mỗi thành viên đã gửi cho nhau những lời nhắn nhủ thâm tình, những lời cầu chúc chân thành và ước mong sẽ có đủ duyên lành để lại được gặp nhau trong những chuyến hành hương sắp đến. Cầu chúc tất cả mọi thành viên trong đoàn được nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Chuyến đi này con rất vui, và con vui dữ lắm và cũng nhiều cảm xúc nữa. Tại vì điểm thứ nhất á, là con được đi đất Phật, được tội nguyện. Thứ hai là con được với thầy ấy sinh nhật, con rất mừng lắm và con cảm động lắm. Điều thứ ba là con được gieo duyên xuống tóc. Chắc gì với em cũng nhiều đời nhiều kiếp gặp nhau. Thì bây giờ không có gì hơn, thì chị xin tặng món quà cho em để kỷ niệm. Cảm ơn chị. Ngày hôm nay là cái ngày kết duyên. Thì riêng chị thì cũng cảm ơn cả đoàn đã tạo điều kiện cho chị đến nơi đất Phật. Thì riêng là người con Phật đi đến đất Phật nói lại cuộc đời của Đức Phật, đó là một điều hạnh phúc rất là lớn. Con đến suối nguồn tâm linh này thật là hy hữu, con cũng rất mừng. Nhưng con đi suốt cái hành trình này con thấy là rất vui và thấy hạnh phúc.
con cũng không có gì hơn thì tặng một cái phần là chuỗi, cái dây chuỗi kim cang. Thì kim cang thì trong kinh Đức Phật thì nó rất là cứng và rất là rắn chắc, là hầu như là không có thể nào mà cái gì mà để phá vỡ được hết. Ở đây là đất thánh tích của Đức Phật, nơi Đức Phật thành đạo, và tặng thầy, xin chúc thầy thành tựu. Giờ có đất rồi muốn xây chùa tặng đất. Thầy Nhận Bi là có đạo hiệu là kim cang, cho nên nó mình chuẩn bị cái chuỗi này là chuỗi kim cang, mình lần dược sư chú cũng từ Bồ Đề Đậu Tràng cũng về chuẩn bị để tặng, mà nghĩ là Phật tử chứ không bao giờ nghĩ thầy. Nhưng mà nay là đúng là hữu duyên rồi, huynh đệ có nhau xin tặng thầy. Con xin tri ân quý thầy, quý cô đã bỏ ra công sức để dẫn dìu chúng con tới hàn hương ở đất Phật, cũng như là xin cảm ơn gửi lời thăm thầy Đức Khánh đã lo giấy tờ cho tụi con trong suốt thời gian qua. Thầy chúc cô cứ trong tâm Bồ Đề luôn kiên cố, mà học theo hạnh của Phật, của Bồ Tát mà vững tâm trên con đường tu tập Phật Pháp. Các cô chú trong đoàn thì chắc đi qua đây cũng gặt hái nhiều, nhưng mà riêng con thì sẽ không có gặt hái. Cái mà con cần buông bỏ thì nó cũng đã buông bỏ theo những cái lời dạy của thầy Minh Trí và những cái lời dạy của thầy Nhuận Bi ở trên xe rồi. Đến thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng thì con chỉ đi kinh hành, và từng cái bước kinh hành là từng cái rụng rơi. Như thầy Minh Trí có nói rằng có sinh ắt có tử, có gặp rồi sẽ tan, gặp nhau rồi ly biệt, thì những cái gì đã gặp thì cũng đã gặp rồi. Là không có món quà gì lớn thì nó nhỏ, nhưng đối với em nó rất có ý nghĩa, tại thầy Tâm Thủy đã cũng đã đi đến đây và đã tặng cái món quà đó cho em, vì em rất là thích, cho nên em cũng mua một món quà tương tự như vậy tặng cho một người có duyên với em. Cảm ơn em. Một lá bồ đề rồi đã nhận rồi. Con cầu nguyện cho tất cả mọi người đều được một lần về đây đảnh lễ và hành hương về sự Phật. Trong tất cả món quà mà chị chọn thì chị thích món này nhất. Cái nào chị thích nhất thì chị mới mua. Nhưng mà cái này thì như các thầy đã nói rồi, mọi người ở đây nói hết ý nghĩa của món quà này. Chị Mữ, em lúc nào cũng có tâm Bồ Đề. Chào em, ôm chị. Tượng Phật này thì chị đi đến đâu thì Phật cũng gia hộ cho chị được bình an, luôn gặp nhiều tốt đẹp, và giúp cho chị có một cái sức mạnh mẽ để bước lên con đường tu học. Con rất sung sướng được đi chuyến đi này, và con có thêm học hỏi thêm về Phật Pháp, và con có thêm những người bạn mới. Tặng cô một món quà nhỏ và về cái chia. Tôi cũng có một chút quà để gửi anh làm kỷ niệm. Ở trong này có 3 món thì có thể mở ra hoặc là tham nó tùy ý. Trong món quà này mặc dù nó đơn sơ nhưng mà nó có ý nghĩa. Và đó là con tỳ hưu, tượng trưng cho một người như là dũng mãnh và bước chân vững chắc. Nói về đạo đó là con đường về tu học. Em chúc chị được vững chắc trên đường tu học. Và nói về đời em chúc chị may mắn, vì con tỳ hưu đó mang lại những sự may mắn đến với chị. A Di Đà Phật, con hết. Khi em đi mua một món quà để tặng á, em cũng không biết mua gì hết, em mua lá bồ đề. Nhưng mà không biết em có tặng hay không. Thì khi đó em mới đi ngang qua em mua một cái sách. Thì em nói đây là băng vải. Thì băng vải nó rất là dễ mau hư, thân tự em cũng muốn chị bảo tồn cái vải này cho thật bên lâu. Và có duyên đó chị em mình cũng sẽ gặp lại. Dạ, con cảm ơn. Chị cũng có món quà nhỏ nhỏ, đây là cũng là cái lá bồ đề. Chị biết là Hồng Em đã có bồ đề tâm rồi, nhưng chị vẫn muốn trao cái này cho những ai hữu duyên với chị. Thì mong rằng là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật luôn gia trì cho em bồ đề tâm được kiên cố hơn nữa, và để bước đường của em tu hành được viên mãn hơn. Bữa nay là ngày chuyến đi cuối của suối nguồn Tâm Linh Sáu. Con chúc quý thầy với quý cô với quý Phật tử được nhiều sức khỏe và thành công. Mấy tiếng đồng hồ nữa là tất cả chúng ta phải
xa nhà, mỗi người mỗi một con đường. Và trước tiên còn muốn tri ân quý thầy, quý sư cô và tất cả các đại chúng. Con đã thỉnh một tượng Phật là ai gọi duyên với con sẽ tặng. Nhưng mà trong chuyện đi là rất là thân thiện với dì, thì ra con có cái tượng Phật, nhưng mà Phật nói Phật đã thành, chồng sẵn là Phật sẽ thành. Cho nên con có tượng Phật để con cảnh tặng dì. Dạ, cảm ơn con. Ai dì là Phật. Hôm nay cũng có món quà nho nhỏ cũng gửi về cho bản thân cô. Ai dì là Phật. Được nguyện đi một chuyến về được Phật lâu rồi, nhưng mà bây giờ con được đi, con cảm ơn tất cả hết. Con cảm ơn thầy Đức Khánh với thầy trưởng đoàn, tất cả hết ở đây. Nếu có chi sơ sót, con xin quý vị tất cả hết tha thứ cho con. Con cũng có một món quà để tặng chú để làm kỷ niệm. Dạ, A Di Đà Phật, con xin phép tặng chú. Anh thì có một cái món quà nhỏ mà nhưng bằng vàng, thì chắc anh cũng trao cho em để những cái gì món quà này để làm kỷ niệm. Con cũng có duyên trong chuyến đi này và được làm quen với tất cả các cô các chú. Trong chuyến đi thì con cũng hợp phá, nếu có gì mà sơ sót xin quý bác, quý cô, quý chú, quý anh chị và với em tha thứ cho con. Vui lắm gặp nhiều người bạn mới, nhất là một số gia đình Phật tử của tôi nữa và những cái bạn mới chưa bao giờ quen biết, nhất là các em tuổi trẻ, làm cho tôi thấy phấn khởi hơn lên, thấy mình mặc dù già rồi nhưng mà càng già càng yếu, người ta nói càng già càng khỏe, tôi càng già càng yếu, rất là vui gặp quý vị. Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi rồi thì con cũng rất là xúc động. Và con cảm ơn bác Hội, người đã hữu duyên bóc số 19 cùng với con. Thì con cũng có một món quà gửi đến bác. Cho phép cô được tặng con cái tâm tượng Phật Bổn Sư. Dạ, rất là trân quý phần đời của cô. Cô mong cho con một đường dài, con sẽ là tiếp nối quý thầy quý cô. Món quà này á, thì thật ra nó rất là, con mong được là sư cô có được một cái niềm an lạc với món quà này. Trở về lại New Delhi, nơi đoạn bắt đầu và cũng là nơi kết thúc cuộc hành trình suối nguồn tâm linh. Có thể nói trong thời mạt pháp, chúng tôi còn chút may mắn được chiêm bái các thánh tích Phật giáo, còn được tận mắt chứng kiến những bước đường mà hơn 2.500 năm về trước Đức Thế Tôn đã từng đi qua. Và chỉ khi nào trải qua điều này, chúng ta mới thật sự cảm nhận được lòng tôn kính Phật của mình, cảm nhận sự thật về một Đức Phật lịch sử, một con người vĩ đại trong tiến trình phát triển văn minh và văn hóa nhân loại, đặc biệt nhất là văn hóa tâm linh. Bốn mươi chín năm bằng đôi chân trần, Đức Thế Tôn đã vân du hoằng hóa độ sanh hầu hết các quốc gia có mặt trên xứ Ấn Độ cổ đại. Tất cả những đoạn đường tưởng chừng như mênh mông bất tận ấy, chúng ta chỉ mất khoảng 15 ngày là kết thúc cuộc tìm cầu lần theo dấu chân Phật nhờ vào những phương tiện hiện đại của thời đại văn minh đạt đến đỉnh cao. Khoảng thời gian vừa qua không dài nhưng cũng không phải là quá ngắn. Nó đủ cho chúng tôi có thêm những kỷ niệm, những trải nghiệm về đời sống tâm linh nơi miền đất Phật. Giờ đây, với chúng tôi, tôn giáo đã trở thành một phần hơi thở, là nơi nương tựa vững chắc cho mỗi con người. Chào tạm biệt nhau đây, nhưng dù có cách xa ở nửa vòng trái đất, trên vạn nẻo đường đời, tất cả rồi cũng sẽ gặp lại nhau trên bước đường hướng thiện. Thank you.
Thank you.